mọi người, lại là Thanh đây. Hôm nay Thanh đã quay trở lại đây với một cái góc mới mới. Nói là mới mới thôi, tại thường Thanh không có quay ở cái góc này. Thanh sẽ quay ở một cái phông xanh để mà thấy sản phẩm rõ hơn. Còn đây là cái góc làm việc của Thanh. Nên hôm nay Thanh quyết định quay luôn ở đây cho nó tiện. Thì hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm này. Hãy đưa gần cho mọi người xem nha. Đây chính là Shark Cartilage, là sụn cá mập nhưng đến từ thương hiệu là Healthy Care. Healthy Care của Úc. Thanh nhớ là lần trước Thanh có làm một cái video về sụn cá mập rồi, nhưng đó là về thương hiệu Costa. Thì hôm nay Thanh sẽ làm cái thương hiệu Healthy Care này. Costa và Healthy Care sản xuất sụn cá mập thì rất là được ưa chuộng tại Úc luôn. Không những là một cái sản phẩm mà được bán ra tại Úc, tại Chemist Úc, những cái pharmacy của Úc, mà ngay cả những mà nước khác họ vẫn mua về, họ vẫn nhập về để mà họ sử dụng rất là nhiều. Đặc biệt là cái thương hiệu Healthy Care này, chắc chắn là những người mà sử dụng thực phẩm chức năng của Úc rồi đó, thì sẽ không thể nào mà không biết được cái thương hiệu này. Cái thương hiệu này phổ dài từ người già tới người trẻ, tới mẹ mang thai, tới thanh niên, tới thiếu niên, tới cả em bé luôn. Và trải dài từ là thuốc nè, thực phẩm chức năng, vitamin, và kể cả là sữa tắm gội cho em bé cũng có luôn. Thanh hình như Thanh đã làm một clip về sữa tắm gội Power Baby của Healthy Care cho ta. Em hỏi Thanh xét lại, nếu mà chưa Thanh sẽ làm cho mọi người Thanh giới thiệu. Một cái sản phẩm đó là rất xài rất thích luôn. Chắc xài rất thích, thích quá nên quên mất review cho mọi người. Thì Thanh sẽ làm sao cho mọi người nha. Còn hôm nay Thanh sẽ review cho em này. Và nói công dụng của em, và nói coi là em Costa thì mình nên sử dụng thế nào hơn ha. Thì đầu tiên á, ẻm là sụn cá mập, và cái hàm lượng của ẻm á, một viên á, là 750mg, thì bằng với lại cái sụn cá mập của Costa, nghĩa là hai loại này bằng nhau. Nhưng cái hộp Thanh đang cầm trên tay á, là hộp 200 viên. Mọi người có thể thấy nha, đây 200 viên. Còn của Costa là 365 viên. Của Costa thì gần như mới gấp đôi cái loại này. Thường á, thì cái giá của hai loại này á, nó không có trên nhau nhiều lắm, nó cũng xem nhau thôi. Nếu mà không sale, tính giá không sale thì Costa có thể nhỉnh hơn Healthy Care một chút xíu. Còn nếu mà nhớ giá sale á, Costa lâu lâu sale giá rất là tốt luôn mọi người, thì có thể là nó sẽ ngang ngửa nhau. Tại vì cái thương hiệu Healthy Care này, theo mọi người cũng biết là tại Úc, cái thương hiệu Healthy Care này là một cái thương hiệu mà gọi là thương hiệu dành cho mọi người, mọi nhà. Nó không phải là cái thương hiệu cực kỳ mà đắt đỏ, nó là cái thương hiệu mà mọi người đều có thể sử dụng được, nên cái giá rất là ok luôn. Thì nếu mà mọi người muốn biết giá đó thì cứ nhắn tin cho Facebook của Thanh nè, hoặc là comment ở dưới cái video này, hoặc là direct tin nhắn trên Instagram, hoặc là gọi điện trực tiếp hay là tin nhắn Zalo của Thanh qua số là 07698 456 98, để mà thông báo giá. Đây là cái giá của hôm nay, nếu mọi người mua đó thì là có giá sẵn ở store là bao nhiêu, hoặc là nếu order thì order là có giá bao nhiêu. Bên Thanh luôn cập nhật cái giá sale mới nhất cho mọi người, chứ không phải là giữ nguyên một cái giá chết để một cái giá cao. Khi mà không sale Thanh order về á, Thanh sẽ báo mọi người là giá không sale, còn nếu khi sale Thanh sẽ hạ giá liền, tùy theo là sale nhiều hay sale ít, và cái đường vận chuyển về hôm đó có bị tăng giá đột ngột, hoặc là đô có bị lên giá không, thì Thanh sẽ báo đầy đủ thông tin cho mọi người, để mọi người khi mua cái sản phẩm trong tay á, thì mọi người sẽ biết được là mình mua với cái giá như thế nào, vận chuyển ra sao, tiền hôm nay là đô Úc nó bao nhiêu, đô Úc nó 15 hay nó 17, nó khác nhau nhiều lắm luôn á mọi người. Đó, thì Thanh sẽ báo giá tỉ mỉ hơn cho mọi người, nên mọi người cứ gọi cho Thanh trực tiếp để Thanh báo giá nha. Còn giờ Thanh nói trên live có khi á, là hả hôm nay á, giá là giá đang sale, cái ngày mai cái hết sale mà cũng hết hàng sẵn sale tại store, lại phải order giá mới về nó lại khác. Hoặc là hôm nay báo cái giá đang là giá cao, cái mọi người nói cho hôm nay giá cao rồi ngày mai á, giá thấp cái mọi người không biết được thì tiếc lắm nha. Nên mọi người cứ gọi cho Thanh, nhắn tin cho Thanh, Zalo cho Thanh nha. Thì bây giờ nhắc tới cái chính là cái sụn cá mập này. Thường mọi người hay hỏi Thanh là giữa sụn cá mập và glucosamine thì có gì khác nhau, hay là mình uống chung hai cái đó được hay không. Thì Thanh sẽ nói sơ về mọi người phân tích ra hai cái đó nó khác nhau chỗ nào. Nói đơn giản, sụn cá mập và glucosamine nó đều bổ xương khớp. Nhưng ở đây Thanh sẽ tách nó ra một chút xíu là xương và khớp. Thì nếu mà các bạn gặp những cái vấn đề giống như là cái khớp của chúng ta nó bị khô khớp nè, nó bị giảm cái độ đàn hồi của khớp, thì chúng ta nên dùng sụn cá mập.
để nó làm cho cái độ đàn hồi của khớp chúng ta, những cái bệ đệm của cái khớp ấy, nó được có hả mềm mại hơn, nó được dễ dàng mà vận động hơn. Còn nếu như bệnh về xương hoặc là những bệnh đau xương, mỏi xương rồi á, chuyên về xương không, nó không có nhiều qua khớp á, thì chúng ta nên sử dụng glucosamine. Chờ xíu nha, xem cái này. Thì như Thanh nói đó, thì á, cái mà cây sụn cá mập á, nó sẽ thiên về khớp nhiều hơn, còn cái mà glucosamine nó sẽ thiên về xương nhiều hơn. Cái sụn cá mập á, nó sẽ phục hồi những cái dây chằng là xung quanh khớp của chúng ta, nó làm cho toàn bộ cái phần dây chằng gân xung quanh khớp á, nó sẽ phục hồi lại, nó không có bị một kiểu mà thoái quá, bị giãn mấy cái dây chằng hoặc là bị đứt dây chằng, thì đó mình sử dụng là sụn cá mập. Còn glucosamine thì nó cũng có khớp, nhưng mà nó chuyên về xương, tế bào mô tại các khớp và giảm độ cứng của khớp và bổ sung cho xương mình, đó là glucosamine. Còn những bạn mà nếu mà muốn tư vấn kỹ hơn tình trạng của mình đó, thì các bạn có thể mà nhắn tin cho Thanh để Thanh tư vấn kỹ hơn cho bên mình ha. Thì nói chung là cái glucosamine và cái sụn nó gọi là 80% công dụng nó là khá giống nhau, nhưng mà tùy theo là mình kiểu mà mình giãn dây chằng hay là mình đau xương khớp thì mình sẽ sử dụng theo cái mà nó nghiêng về bên nào nhiều hơn một chút xíu. Và có những bạn hỏi nếu như vậy thì có thể kết hợp giữa glucosamine và sụn cá mập không á, thì Thanh khuyên mọi người là mình chỉ nên sử dụng một trong hai thôi, tại vì hai cái này á, cái tác dụng của nó gọi là tương đương nhau. Nếu mà các bạn mà chơi thể thao gọi là bị giãn dây chằng, đứt dây chằng rồi đó, những cái dây chằng xung quanh khớp, hoặc ông bà cái những dây chằng xung quanh khớp mà đi khám bác sĩ nói là những dây chằng đó nó đang thoái quá, nó đang bị giãn á, thì chúng ta sẽ tập trung vào là sụn cá mập. Còn nếu mà bác sĩ nói là xương khớp đang gọi là đang thoái quá khớp rồi, những cái khớp xương đang bị cứng lại, thì chúng ta sẽ tập trung vào glucosamine để mà glucosamine nó làm cho mềm cái khớp ra, xương khớp nó sẽ tốt hơn. Và hai cái đó nó na ná nhau, cái công dụng của nó sẽ là 80% giống nhau, chỉ nghiêng về bên đây một chút hay nghiêng về bên kia một chút thôi, nên chúng ta không cần sử dụng hai thứ kết hợp mà chúng ta chỉ cần sử dụng một trong hai. Nếu muốn kết hợp thì mọi người có thể kết hợp chung với lại đó là omega 3 dầu cá, vì dầu cá có rất nhiều lợi ích luôn mọi người. Omega 3 dầu cá là bảo vệ mắt nè, làm giúp sáng mắt, xong rồi phát triển trí não rất là tốt. Người em bé thì hỗ trợ phát triển trí não, người lớn á, thì giúp khỏe não, còn người già thì sẽ giúp chống được cái bệnh mà mau quên, sẽ hạn chế được bệnh Alzheimer. Và đặc biệt nữa, cái dầu cá omega 3 lại giúp cho cái khoảng là bổ xương khớp. Khi mà ông bà bị bệnh á, xương khớp, thì mọi người nếu mà muốn kết hợp một cái thuốc xương khớp chung với một cái thuốc gì đó, thì Thanh recommend mọi người là hãy nên sử dụng chung với lại dầu cá omega 3, rất là tốt cho xương khớp và đặc biệt là tốt rất nhiều cho mắt, cho da, cho trí não, và đặc biệt là hạn chế cholesterol xấu trong máu nữa. Nói chung là nếu mà muốn kết hợp thì hãy kết hợp chung với omega 3 là một cái phương thức tuyệt vời. Và nếu mà Thanh không có recommend mọi người sử dụng quá nhiều thực phẩm chức năng trong một ngày, nên nếu mà muốn kết hợp thêm thì hoặc là chúng ta có thể kết hợp sụn cá mập, glucosamine chung với dầu cá, hoặc là kết hợp chung với một loại khác như là sữa ong chúa, giúp cho người già, người ốm nè, người ăn uống không đủ chất, người già đó khỏe mạnh hơn đó. Hoặc là kết hợp chung với lại vitamin cho người lớn tuổi, thì Thanh nói là khi mà một ngày chúng ta sử dụng thực phẩm chức năng thì nên sử dụng khoảng từ 2 tới 3 loại, chứ không nên sử dụng nhiều hơn, tại vì cơ thể chúng ta có cơ chế hoạt động là hấp thu và đào thải. Nếu mà hấp thu không nhiều hết á, thì sẽ phải đào thải ra, nhưng nếu đào thải ra không hết thì sẽ bị ứ động trong cơ thể, nhiều vitamin quá cũng không tốt. Nên mọi người nên nhớ thêm một điều là mình bổ sung vừa thôi, thì không nên bổ sung mà thấy cái gì tốt thì mình cũng mua về mình bổ sung hết toàn bộ, vậy là không nên.
Thì mọi người nếu mà muốn thắc mắc gì á thì có thể mà nhắn tin cho Thanh, Thanh sẽ tư vấn mọi người nhiều hơn và bổ sung những thứ nào như thế nào thì nó thích hợp hơn. Thì mọi người cứ nhắn tin qua số điện thoại của Thanh ha, nhắn tin hoặc là Zalo cho Thanh thì Thanh dễ nói nhất luôn. Còn nếu mà gọi điện thoại thì có nhiều lúc mà Thanh bận quá, Thanh chưa kịp cầm điện thoại, hoặc là lúc đó đang bận hoặc gì đó đang nghe điện thoại rồi thì mọi người không gọi được, thì mọi người thường là ít gặp hơn. Còn nếu mà cứ nhắn cho Zalo cho Thanh thì Thanh sẽ mỗi ngày Thanh check liên tục tin nhắn luôn, lâu lâu thì cũng có chậm như vài người, nhưng mà thông cảm cho Thanh nha, tại vì xét nhiều cũng không kịp, Thanh còn làm hàng khác kiểu nữa. Thì hôm nay Thanh đã giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm sữa cá mập Happy Care này, và Thanh có nói thêm là mình nên kết hợp như thế nào. Nếu mà mọi người mà muốn biết thêm thông tin thì cứ nhắn cho Thanh nha. Giờ Thanh nói thông tin chung là cái sữa cá mập này sử dụng giống như cái sữa cá mập của Costa, là một ngày chúng ta sẽ sử dụng từ 2 tới 3 viên. Nếu tùy theo tình trạng của mình hoặc là mình hỏi thêm ý kiến bác sĩ riêng của mình. Còn như Thanh recommend mọi người là sử dụng 2 viên, sáng 1 viên và trưa 1 viên, sau ăn sáng và sau ăn trưa. Nếu có sử dụng chung với lại dầu cá thì chúng ta cũng có thể uống chung được mọi người nha. Và cái sữa cá mập này đó thì trẻ em nào, phụ nữ đang mang thai và phụ nữ đang cho con bú á, hoặc là những người mà tiền sử mà có những cái bệnh mà gọi là bệnh về tim mạch, mà bệnh không phải là bệnh mãn tính á, kiểu mà hay bị rối loạn tim mạch á, thì chúng ta nên hạn chế cái sữa cá mập này hoặc là hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Nói chung là em bé trẻ nhỏ nè, mẹ bầu, mẹ cho con bú thì không nên sử dụng. Còn những người có tiền sử bệnh tim thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi mình sử dụng cái sữa cá mập. Và đặc biệt Thanh cũng nói mọi người là tuy Thanh giới thiệu về những thực phẩm chức năng, những vitamin, nhưng nếu mọi người có những cái tiền sử bệnh trong người giống như là bệnh tim mạch nè, bệnh huyết nè, giống như là bệnh tiểu đường đó, hoặc là những cái bệnh nào mà gọi là những cái bệnh lớn á, thì chúng ta nên hỏi ý kiến bác sĩ riêng của chúng ta trước khi sử dụng. Chứ mình cũng không có nên mà mình đã bị bệnh nặng rồi, mình đang uống thuốc của bệnh viện rồi, mình lại sử dụng thêm nhiều cái quá thì cũng không nên mọi người nha. Bên Thanh là luôn luôn là có đáp xa nhất mọi người nha, đáp mới luôn. Nên có khi mọi người mua hàng mà Thanh có nói là 3-2 ngày sau mọi người nhận hàng được cái thì thường thông cảm nha. Tại nhiều khi hàng á vừa về lại hết mất rồi nên Thanh lại cứ phải cho hàng về liên tục, mà không sợ thiếu hàng đâu mọi người nha. Hôm nay nói tới đây thôi, còn nếu mọi người thắc mắc gì thêm có thể comment ở dưới hoặc là nhắn tin cho Thanh nha. Bye bye mọi người.